Để kích cầu du lịch nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế đến với Ninh Bình, thì cùng với đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, ngành du lịch đã tăng cường tổ chức đoàn farm trip. Thăm di tích lịch sử Thung Lá thuộc địa bàn xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn. Đây là những nội dung sẽ có trong chương trình tạp chí du lịch kỳ này. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều hình thức, trong thời gian qua, ngành du lịch Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Ninh Bình đến với du khách trong và ngoài nước. Trong đó đã tổ chức nhiều đoàn farm trip và chương trình đã phát huy hiệu quả. Đây là một giải pháp trong việc tiếp cận với các nguồn khách du lịch, mở rộng cơ hội phát triển du lịch vùng đất cố đô Hoa Lư, qua đó tạo nên những chuyển biến trong phát triển du lịch. Lượng khách đến với Ninh Bình ngày một đông, năm sau cao hơn năm trước. Farm trip là một hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị. Đây là một chương trình miễn phí dành cho các công ty, hãng lữ hành, các nhà báo tới các điểm du lịch của một hay nhiều địa phương để làm quen với các sản phẩm du lịch tại các điểm đến đó. Farm trip được các chuyên gia đánh giá là hình thức quảng bá du lịch mới khá hiệu quả nhưng lại tiết kiệm được chi phí. Đó thực sự là cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi khi các hãng lữ hành có điều kiện khảo sát các tài nguyên du lịch, năng lực đội ngũ hướng dẫn viên, chất lượng dịch vụ, các cơ sở lưu trú, điều kiện cơ sở hạ tầng để xây dựng phát triển các chương trình, sản phẩm du lịch mới. Còn các địa phương có cơ hội rất lớn để giới thiệu quảng bá về tiềm năng tiếp cận với những nguồn khách du lịch mới, mở ra các cơ hội đầu tư và phát triển. Chính vì thế, thời gian qua, ngành du lịch đã tổ chức nhiều đoàn farm trip khảo sát tuyến du lịch tại các địa phương như Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô. Thông qua chương trình khảo sát, các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn của tỉnh như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề, ẩm thực, sản phẩm ở địa phương đã giới thiệu đến các công ty lữ hành. Qua việc thực hiện các tour du lịch farm trip, Ninh Bình được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế và còn rất nhiều tiềm năng để có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Đây là lần thứ hai và tôi được trải nghiệm cái dịch vụ farm trip của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình mời đi tham gia và tôi thấy là lần này thì được chuẩn bị rất là chu đáo. Các cái điểm mới tham quan ở đây thì rất là đẹp, cũng hợp lý và đây là những cái điểm mới của mỗi năm lại có sự thay đổi và người dân Ninh Bình cũng rất là hòa nhã. Đây là một cái chương trình mà tôi có thể kết hợp vào để làm cái chương trình tour du lịch phù hợp với lại những cái khách của ở miền trong đi ra du lịch tham quan tại miền Bắc và cũng như là khách nước ngoài về Việt Nam. Và tôi nghĩ là đây là những cái địa điểm rất là hợp lý để mình đưa vào trong các tour du lịch, kích cầu du lịch của công ty cũng như là kích cầu du lịch của quốc gia. Nhân sự kiện tuần du lịch Ninh Bình năm 2019 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, ngành đã tổ chức đoàn farm trip cho hơn 200 đại biểu là đại diện Tổng cục Du lịch, các sở du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, một số trung tâm thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh và Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc. Trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 5, đoàn farm trip đã nghiên cứu khảo sát các khu điểm du lịch, cố đô Hoa Lư, tuyệt tình cốc, Tam Cốc mùa lúa chín, khu du lịch sinh thái Tràng An, hang Múa và một số cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Anh Đinh Văn Lộc đến từ thành phố Đà Nẵng đã rất thích thú với những sản phẩm du lịch được trải nghiệm khi tham gia đoàn farm trip lần này. Thời gian mà chúng tôi đi khảo sát thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái điểm đẹp của Ninh Bình. Thì đẹp. Tuy nhiên nó có ý nghĩa về lịch sử rất là nhiều. Tôi cũng rất là tự hào, thứ nhất là mình họ Đinh, đây là quê hương của Đinh Tường Hòa. Cho nên là cũng nghe thông tin này chúng tôi từ Đà Nẵng bay ra để tham gia các chương trình này. Và cảm nhận thì Ninh Bình hiện tại thì cũng đầu tư rất là tốt cho các dịch vụ phục vụ cho khách du lịch, đặc biệt khách trong nước và nước ngoài. Đây là chương trình rất là ý nghĩa theo tôi, thì
Qua các chuyến này chúng tôi sẽ kết nối được các doanh nghiệp, đặc biệt là chúng ta tìm hiểu được các sản phẩm nào phù hợp để đưa cho du khách chúng ta lựa chọn. Còn chị Vũ Thị Hoa thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Nam Định, mặc dù đã có rất nhiều lần đến Ninh Bình khảo sát theo các đoàn farm trip, nhưng mỗi chuyến đi lại cho chị những cảm xúc khác nhau. Chị đánh giá cao về cách Ninh Bình xây dựng các sản phẩm du lịch, đặc biệt là cách giữ gìn môi trường xanh sạch tại các khu điểm du lịch. Mình đi theo đoàn Hiệp hội Du lịch của tỉnh Nam Định và đoàn đã vào đây rất nhiều lần và khảo sát, mỗi lần khảo sát thì thấy Ninh Bình nó mỗi ngày, mỗi lần đi thì mình thấy nó có rất nhiều cái thay đổi. Thứ nhất là phong cảnh rất là đẹp, sạch sẽ và phải nói là được thiên nhiên ưu ái, sơn thủy hữu tình. Quang cảnh ở đây thì nói chung là về vệ sinh tất cả mọi cái thì rất là ok. Không khí rất là trong lành và người dân ở đây cũng rất có ý thức trên các vấn đề giữ vệ sinh. Tham gia chương trình Farm Trip, Ninh Bình giới thiệu cho các hãng lữ hành, công ty du lịch, cơ quan thông tấn báo chí hiểu về tiềm năng du lịch, vẻ đẹp của đất và người cố đô, đồng thời được trải nghiệm các dịch vụ du lịch chất lượng cao tại Ninh Bình. Ngoài ra, những chuyến đi khảo sát là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối với nhau, tìm ra đúng thị trường khách, từ đó hợp tác khai thác. Vì vậy, những chuyến farm trip thường mang lại hiệu quả cao, bởi khi đã trải nghiệm, những người làm lữ hành sẽ thấy sản phẩm thực tế và họ tự tin giới thiệu hoặc chào bán cho khách. Đối với lại các công ty du lịch thì theo mình với những cái hành trình khảo sát như này thì thứ nhất là về tuyến điểm, thì đã để các công ty có thể là hiểu biết thêm, có nghĩa là khảo sát kỹ hơn về các cái sản phẩm của du lịch địa phương. Từ đó thì để có những cái tư vấn cho khách hàng được tốt hơn. Bên cạnh đó thì cái việc mà sự kết nối giữa các cái đối tác, các cái nhà cung cấp dịch vụ đối với các công ty du lịch là rất cần thiết. Cộng cái việc mà kết nối đối với lại các cái tỉnh bạn nữa thì để có thể có những cái sự kết nối về tour tuyến từ giữa tỉnh nọ với tỉnh kia. Và trong hành trình này thì mình rất thích là với cái hành trình mà đi tham quan tuyến 3 mà có kết hợp với lại đảo Kinh Công. Ở đấy là mình có được ngoài những cái phong cảnh ở Ninh Bình thì du khách đã biết đến rồi, nhưng mà ở đây nó có gắn liền những cái môn nghệ thuật thứ 7, thì cái đấy cũng là một trong những cái định hướng về sản phẩm du lịch đối với Vietchan Tour hiện nay đang khai thác. Là người thường xuyên tham gia các đoàn farm trip của Tổng cục Du lịch đến khảo sát tại Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Thủy Hưng, công ty Sài Gòn Hà Nội Land rất hài lòng về chuyến đi khảo sát. Qua đây chị có thể tìm hiểu về các tour tuyến, sản phẩm du lịch mới để xây dựng các chuyến du lịch tham quan phù hợp cho du khách. Đây là lần thứ 3 tôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch mời về khảo sát tuyến điểm mới. Mỗi một chuyến farm trip thì chúng tôi có thêm những người bạn đồng hành mới, về chúng tôi được biết thêm về dịch vụ, về khách sạn, về nhà hàng của điểm đến. Và tuyến điểm mới thì chúng tôi được khảo sát kỹ trước khi về xây dựng một sản phẩm mới để chào khách. Tôi thấy chương trình farm này lần này là thành công. Mặc dù thời tiết rất nắng nóng nhưng cũng được cái... Tức là thời tiết nắng nóng thì cái cảnh thì nó lại rất là đẹp. Để mà mình chụp ảnh những cái ánh nắng với lúa vàng ấy, thì nó được những bức ảnh đẹp. Cũng qua việc tổ chức đoàn farm trip còn giúp cho ngành du lịch Ninh Bình đánh giá thực trạng điểm đến và những sản phẩm du lịch của tỉnh để xây dựng chương trình kết nối du lịch, hình thành sản phẩm du lịch mới chào bán cho khách du lịch, đồng thời tăng cường thông tin, quảng bá, thu hút khách du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thông qua cái mời các hãng lữ hành, các đoàn farm này thì các bạn đánh giá là Ninh Bình rất là sáng tạo và ghi nhận những cái đổi mới, những cái độc đáo của du lịch Ninh Bình thông qua cái hoạt động tuần du lịch. Và các đoàn cũng đã đăng ký và đưa khách về tham quan Ninh Bình rất là đông. Chính vì vậy mà trong tuần du lịch vừa rồi thì khách đã đến Ninh Bình tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Phát huy cái kết quả này thì chúng tôi vẫn duy trì hàng năm tổ chức các cái đoàn farm, thế rồi express, các đoàn báo chí đến tham quan giới thiệu các cái sản phẩm du lịch mới để các bạn tuyên truyền giúp ta và cũng đưa khách về để tham quan Ninh Bình
trong những năm tới. Việc tổ chức các đoàn farm trip của ngành du lịch Ninh Bình cho các công ty, doanh nghiệp, lữ hành, cơ quan thông tấn báo chí đã ngày càng chuyên nghiệp hơn và được đánh giá cao, qua đó đã tăng cường liên kết tour, tuyến du lịch, tạo ra các sản phẩm mới, hoàn thiện chất lượng, định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng, có lợi thế của tỉnh. Và hy vọng du lịch Ninh Bình sẽ được đón lượng lớn khách tham quan trong thời gian tiếp theo. Một thung lũng khá sâu. Được bao quanh bởi nhiều ngọn núi lớn. Chúng ta đang đến với điểm di tích Đền Thung Lá hay còn gọi là Đền Quốc Mẫu, nằm trên địa bàn xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn. Xưa kia, để vào thung lá phải đi qua một quèn nhỏ, không gian luôn tĩnh lặng, heo hút bởi cây cối rậm rạp, ít người qua lại. Hiện nay, để phục vụ hoạt động du lịch tâm linh và tín ngưỡng dân gian của nhân dân địa phương, người ta đã mở lối vào thành một con đường rộng rãi. Thung lá là nơi thờ mẫu hậu Vô Đinh, là bà Đàm Thị và thờ Vương Bà Bí Ẩn. Mỗi dịp lễ Tết, rất nhiều người dân và du khách đến để cầu mong những điều tốt lành, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đến tham quan một di tích thì điều mà nhiều người sẽ quan tâm đó là việc giải mã tên gọi các di tích. Vậy thì thung lá nơi đây có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Chào ông ạ. Được. Con xin phép được hỏi một chút nhé. Tại sao di tích nơi đây lại có tên gọi là Đền Thung Lá? Thung lá là khi Vua Đinh khởi nghiệp tại Động Hoa Lư phía tay phải tôi chỉ. Dạ. Thì chiêu quân tập sĩ thì bây giờ là chiêu quân sĩ về là khởi nghiệp ấy, thì bắt đầu là cụ xuất hiện. Là cụ mới nói với Đinh Tiên Bộ Lĩnh thời giờ là trẻ chân châu đấy. Là bây giờ ta sẽ giúp nhà ngươi để dẹp lại hai sứ quân phương Bắc. Thì bây giờ ta sẽ dùng thuốc của ta chữa bệnh cho quân sĩ và cư dân thời bấy giờ năm 1968. Đến bây giờ tại sao không gọi tên từ khác mà gọi là Đền Quốc Mẫu Thung Lá, là chữa thuốc lá cho quân sĩ Vô Đinh và cư dân thời bấy giờ. Vâng. Tức là ở trong cái khu vực này có rất nhiều loại các thuốc, loại cây thuốc. Kể cả trên rừng bây giờ cư dân đây ta vào ta xin phép nhà đền đặt một thẻ nhang là người ta lên lúc người ta đưa một bì xuống để rễ cây, lá rừng, tất cả các thứ là đưa về bắt đầu sao tẩm ra là cũng chữa bệnh cho bác cha. Thế kỷ thứ 10, khi chính quyền nhà Ngô suy tàn, đất nước ta rơi vào tình trạng loạn 12 sứ quân. Từ Hoa Lư, người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã vất cờ nổi dậy, bình định, thu phục, dẹp yên loạn cát cứ. Với lợi thế về địa hình hiểm trở và chỉ có một đường độc đạo vào, đảm bảo được yếu tố bảo mật về quân sự, khu vực Thung Lau, Thung Lá chính là nơi nghĩa quân tập hợp lực lượng, chờ cơ hội giấy binh, dựng cơ nghiệp. Theo giai thoại dân gian vẫn còn lưu truyền, xưa kia nữ vương chuyên bói lá rất giỏi, thường trợ giúp cho thủ lĩnh nghĩa quân Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh làm nên nghiệp lớn. Khu vực này có nhiều cây thuốc quý nên cũng là căn cứ để nghĩa quân Vô Đinh bí mật rút lui về chữa trị cho quân lính sau mỗi trận đánh. Có lẽ vì những lý do ấy mà nơi này mang tên Thung Lá. 1051 năm đã trôi qua, tên tuổi của vạn thắng vương Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn in đậm trong từng trang sử, từng ngọn núi, dòng sông quê hương và tâm thức dân gian, trở thành niềm tự hào để con cháu muôn đời tri ân, nhắc nhở. Một vùng sơn thanh thủy tú ẩn chứa nhiều câu chuyện huyền thoại, cổ tích lưu danh về người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh. Thung Lá hiện đang là địa điểm du lịch tâm linh ý nghĩa, hấp dẫn du khách gần xa.